Kính thưa các vị đồng tu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần giới thiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm trước trên kinh tôi đã giới thiệu sơ qua, trên kinh Địa Tạng tôi đã giới thiệu sơ qua. Hôm nay tôi sẽ đi vào sơ nét về Địa Tạng Vương Bồ Tát, giới thiệu về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là nhóm, là một trong sáu vị Bồ Tát, sáu vị Bồ Tát mà được Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni ca tụng và tán thán. Năm vị còn lại là Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thù Bồ Tát, Quan Thù Siêu Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Thì Địa Tạng Vương Bồ Tát trong các tài liệu của Phật giáo chúng ta thì khi Đức Phật ở tại cung trời Đao Lợi, thì Ngài đã ăn còn và dặn Ngài đã ăn cần dặn Đức Thích Ca Mâu Ni đã ăn cần dặn Địa Tạng Vương Bồ Tát khi Ngài viên tịch và đến khi Phật Di Lặc giáng sinh. Phật Di Lặc giáng sinh chỉ là khoảng 5 tỷ 760 triệu năm nữa là Ngài Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sinh. Thì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát phải đảm nhận trách nhiệm độ hóa chúng sinh của thế giới Tha Bà, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ cam kết trong lục đạo mà chúng sinh trong lục đạo mà hết sức độ dài độ hóa giải thoát hết hết họ không còn ai như vậy. Thì nhất là ở cõi giới U Minh Giới thôi. Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài là một vị trưởng giả được Phật Sư Tử phóng phấn cụ túc vạn hạnh Như Lai chỉ dạy. Trong thời quá khứ thì Ngài được Phật Sư Tử phóng cụ túc vạn hạnh Như Lai chỉ dạy. Ngài đã phát hiện rằng vì chúng sinh trong một đạo mà bày giảng nhiều phương tiện để họ thoát khổ nạn rồi mới thành quả Phật. Thì ngày thọ nguyện rất là sâu rộng vì vậy mà thôi ca tụng và tán thán Ngài, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì thọ nguyện của Ngài quá sâu rộng, đức hạnh của Ngài quá sâu rộng, không thể nào dùng một diễn tả gì để có thể diễn tả được hết. Vì vậy mà ở thời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài là một nữ thuộc dòng của Bà La Môn. Mẹ cô là tạo nhiều ác nghiệp, không tin vào nhân quả nên để khi bị chết đọa vào địa ngục, để giải thoát tìm đường giải thoát cho mẹ. Cô đã làm một số điều lành, đem công đức hồi hướng cho mẹ, mong được sự giúp đỡ của Đức Phật. Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cho biết mẹ cô đã thoát khỏi cảnh khổ đó, nơi khổ của địa ngục và vãng sanh ở cõi trời. Ở thời Phật Huyết Trí Thành Tựu Như Lai, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn là vị vua hết sức hết mực thương dân. Chúng Ngài đã khái niệm rằng độ hết những kỷ này được chứng quả Bồ Đề. Ở thời Phật Ngài Liên Hoa Mục Như Lai thì sao? Nhờ phúc duyên cúng dường một vị A La Hán mà nàng đã quân lời chỉ dạng phát tâm đắp vị hình tượng. Từ đó mà Đức Phật Nhất Thiết Trí
thành tựu Như Lai về thành tâm tổng niệm danh hiệu, từ đó mà nhờ vậy mà cứu độ được mẹ nè, độ thoát không. Phật cho biết rằng mẹ nàng đã thoát khỏi cảnh giới địa ngục, được sát sinh vào cho một đại tế nàng thơ hơn, còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo, yếu hèn, hạ tiện, bị yếu chết. Vì lòng hiếu thảo thương mẹ và lòng chúng sinh, nàng Quan Mục, có tên là Quan Mục, khỏi ba ác đạo và cảnh khổ địa ngục. Cảnh khổ địa ngục từ đó mà thoát khỏi cảnh giới, trở thành Phật. Ở địa ngục và khi tất cả đều thoát khỏi cảnh giới của địa ngục thì ngài mới trở thành Phật. Như vậy thì ta nhớ lại những thời quá khứ thì ngài đã phát nguyện, nếu mà những thời thời xưa thì ngài đã cũng đã thọ nguyện sâu rộng như vậy ha, thì chúng ta hiểu được rằng việc ngài đã làm để thọ nguyện như thế, cuối cùng thì sao mới thành Phật, như vậy độ hết thì chúng ta mới thành Phật. Thì trong một vô lượng kiếp về trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền thân là một vị trưởng giả. Tiền thân là một vị trưởng giả. Trưởng giả ở đây là người có quyền chủ của một đồng tiền, một trang trại, mình nghe theo cách hiểu của người ngày nay là gọi là trưởng lão là cái người đứng đầu của một vùng, của một làng, gọi là trưởng lão, trưởng giả, là rất là khá giả. Ngài đã có đại nguyện cho đến đời vị lai, nếu ngài đã hy sinh tất cả chúng sinh làm than khổ đau, thì ngài trực tiếp giảng dạy cho sự hy sinh chúng sinh giải thoát được duyên quả ngài được duyên hay là duyên quả thật thì mới thành chánh quả. Ngài là một nữ nhân ở thời giác hoặc Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Tiền thân của Địa Tạng Vương Như Lai được biết tới một nữ nhân thuộc dòng dõi của Bà La Môn. Dòng dõi của Bà La Môn, Đại La Môn quý vị biết rồi, là một tôn giáo ở thời cổ của Ấn Độ, là một tôn giáo rất là có uy tín hơn, có thịnh hành hơn. Vì là dòng dõi của Bà La Môn nên rất là cao quý. Nữ nhân này được mang nhiều phúc đức và oai lực. Thế nhưng mẹ của những nữ nhân này không tin vào luật nhân quả nên bà gây ra nhiều ác nghiệp. Hôm trước tôi đã nói về việc mà mẹ nàng đã gây nhiều ác nghiệp nên vì vậy mà để làm cho mẹ của nàng đã rơi vào cảnh giới của nàng Quan Mục, rơi vào cảnh giới địa ngục. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng việc rơi vào cảnh giới địa ngục là tạo ra nhiều việc không thiện lành. Người nữ nhân này mang đến điều hết sức làm người công đức nhằm hồi hướng cho mẹ niệm cầu để khỏi hết. Nhờ tấm lòng thành kính và công đức đó, Phật Giác Hoa Định Tự Tại cũng đã báo cho nữ nhân này biết rằng mẹ nàng đã thoát khỏi cảnh giới địa ngục và hiện đang vãng sanh rồi cõi kia, cõi dịch với cõi trời. Khi đại nguyện Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương hy sinh những chúng sinh đã mắc tội lỗi lào đập để chúng giúp các chúng sinh giải thoát. Nguyện thở rất là sâu rộng. Khi ngài là một thiếu nữ Quan Mục, Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục Như Lai là vị Phật quá khứ, tiền thân là của Địa Tạng Vương, chính là một thiếu nữ có tên là Quan Mục. Địa Tạng Vương Bồ Tát là người con rất là hiền lành, hiếu thảo. Sự hiếu thảo của người động tới cả đất trời, động tới đại địa,
động lòng cho tất cả đất rồi. Mẹ của cô là người hay làm việc ác và bị đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục. Thiếu nữ quan mục này rất thương mẹ và nhớ mẹ, bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình đã không ngừng tạo ra những công đức hồi hướng cho mẹ của mình không. Một vị A-la-hán cũng đã cho cô biết rằng mẹ của cô đã thoát khỏi địa ngục, là tất nhiên là vị A-la-hán này báo mộng cho ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát anh, có tên là Quang Mục, khi đó là còn là một thiếu nữ thôi, thiếu nữ rất là xinh đẹp. Báo mộng là mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh giới địa ngục, vì vậy mà công lao của cô, công lao của nàng rất là to lớn, và nàng đã thất nghiệp chắc bị sinh trong gia đình nghèo khó, vì mẹ là mẹ của cô làm những việc ác ở trần gian ha, và bị sinh ra trong nghèo nghèo khó, mặc dù đã sống ở cõi trời. Đại nguyện của Địa Tạng Vương khi thiếu nữ quan mục đó là phát nguyện cứu vớt cho chúng sinh tất cả trăm nghìn muôn ức kiếp, trăm nghìn trăm nghìn muôn ức kiếp và ngài nguyện có thể đưa cho tất cả chúng sinh bị đầy ở địa ngục, đầy ở địa ngục đến khi nào có tất cả chúng sinh thành Phật thì nàng mới thành cảnh giác. Khi ngài là một vị vua, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn là một vị vua, đây là một vua bậc thời nhất thiết thành tựu Như Lai. Vị vua có tấm lòng nhân ái, yêu thương giúp đỡ chúng sinh. Ở thời vị vua này thì tạo ra rất nhiều ác nghiệp. Nên ngài đã phát nguyện thôi. Nguyện với Đức Phật đó là nguyện cho những kẻ tội khổ đều được sự an vui. Vì sự an vui để là sự nguyện một thật, nguyện thờ của ngài rất là to lớn như trong trước. Khi đó Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cưỡi linh thú hơn Đế Thích. Đế Thích là một con chó ha. Như vậy khi Địa Tạng Vương là một vị vua thì Đế Thích là con chó ha. Là một con chó luôn theo suốt điện Địa Tạng Vương Bồ Tát, luôn theo suốt Địa Tạng Vương Bồ Tát từ lâu đời cho đến khi được trở thành Phật thì ngài mới cưỡi trên lưng của nó, xem như là linh thú hỗ trợ đắc lực cho Địa Tạng Vương Bồ Tát trong việc cứu độ chúng sinh. Đế Thích đã được miêu tả trong rất mạnh mẽ. Trước khi trở thành một linh thú cho Địa Tạng Vương Bồ Tát thì có khả năng nghe được mọi điều xung quanh, điều thật và điều giả, điều tốt và điều xấu. Nó giúp cho Địa Tạng Vương dễ dàng phân biệt được điều tốt xấu. Đó là khi còn là một linh thú là chó để đi theo chủ nhân của mình, đó là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải là Đường Tâm Tạng? Có rất nhiều thắc mắc hỏi là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tâm Tạng là hai vị này là khác nhau, vì hình tướng giống nhau nhưng hình khác nhau, đôi được khắc họa và có đôi nét giống nhau pháp danh thì nên hai ngày cũng dở gây nhầm lẫn. Nhưng mà tôi khẳng định với quý vị rằng quý vị đồng tu rằng ngài Địa Tạng Vương Tâm Tạng và ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là hai là các ngài là khác nhau. Và cuộc đời trải qua của hai ngài cũng không giống nhau. Địa Tạng Vương Bồ Tát có cuộc đời giới thiệu là bốn đời ở các đời. Còn Đường Tâm Tạng thì ở trải qua cuộc đời thì là khác nhau. Đường Tâm Tạng gọi là đường tăng, tăng là một vị pháp sư thời nhà Đường.
Ngài thì đã phải trải qua theo Ngô Thừa Ân, theo Ca Du Ký của Ngô Thừa Ân thì Ngài đã trải qua 81 kiếp nạn. 81 kiếp nạn. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng cùng Ngài mới tìm đường đến đất Phật, tên gọi là Thiên Trúc, hay chúng ta gọi là Tây Trúc. Thiên Trúc chính là Tây Trúc, trong nước Tây Trúc, Thiên Trúc. Để thỉnh kinh, để thỉnh kinh và sau này trở thành Phật đạo. Như vậy thì trải qua 81 này, những ngày đã trở thành Phật, gọi là đường đó. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát là đặc khác, đặc khác. Như vậy chúng ta thấy được sự hy sinh, hóa kiếp của Địa Tạng Vương Bồ Tát là vô cùng sâu rộng, hy sinh đức độ của mình mà của nhân dân, của người dân. Khi ngài còn là một vị vua có lòng thương yêu dân chúng, không ra tay sát hại, như vậy thì chúng ta hiểu được ngài là một vị vua đức độ hiền lành. Và khi ngài này là còn một người con, ngài vô cùng là hiếu thảo, sự hiếu thảo của người mà động tới cả đất trời, động trời đất. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng lời từ bi, lòng từ bi của người vô cùng rộng lớn. Nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở phàm phu nhân gian của chúng ta cũng thường hay thờ phụng các vùng ha, các vùng Đông Nam Á, nhiều nhất là ở Việt Nam, trong các chùa và trong các ngôi nhà cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì đức hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát sâu rộng đến mức mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ca tụng và tán thán, huống chi là tôi cũng ca tụng tán thán ha, chúng ta cũng tán thán ngài vì sao, vì đức độ của ngài vô cùng sâu rộng. Tất cả các vị Bồ Tát chúng ta cũng được ca tụng ha. Vì sao vậy? Vì các ngài đã trải qua nhiều kiếp tu hành khổ hạnh mà từ đó mà được các chứng quả, và lòng từ bi của các ngài là không thở cái gì mà tôi gọi là không gì có thở đếm được, không thở có tính đếm được, không thể nào dùng diễn tả từ ngữ để diễn tả hết để sự sâu rộng đó, lòng từ bi đó. Vì vậy mà chúng ta hiểu được rằng việc sâu rộng như vậy, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là mang nó cho mọi người ha, ở nơi cõi nhất lạc, nơi cõi giới đi lục đạo mà nhất là cõi giới, cõi u minh giới hay còn gọi là cõi diêm phù. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng với lòng sâu rộng đó thì tất cả Bồ Tát đều mang lại cho tất cả phàm phu nhân gian chúng ta ha, có một niềm tin ha, đối với Tam Bảo, đối với nhà Phật của chúng ta và đối với tôn giáo Phật giáo của chúng ta. Vì vậy chúng ta hiểu được rằng là Phật tử thôi, chúng ta nên tinh tấn tu hành, các vị đồng tu thôi, nên tinh tấn tu tập là chúng ta đã đền ơn sự bốn tứ trọng ân. Tứ tầm ăn. Như vậy chúng ta hiểu được rằng sự báo đáp lại của tứ tầm ăn, mà tứ tầm ăn là hôm trước tôi đã giảng qua là gì? Ơn cha nghĩa mẹ ông thầy không? Tứ tầm ăn, đất nước trên xe và cái quỷ chư thiên hồng Phật, chư thần hồng mệnh, thiên long bát bộ, tất cả những hữu duyên đó mà gắn kết với cuộc đời của mỗi chúng ta, của mỗi phàm phu chúng ta, của mỗi quý vị đồng tu ở đây được được sao được gieo nhiều các căn lành
từ cuộc đời vị la hán. Các vị hôm nay gặp được video clip này nha, điều đó có nghĩa là các vị đã có duyên lành với nhiều đức Phật thời, từ với chúng tôi và các vị đều có duyên lành, duyên lành, năng lành, nên quý vị hết sức tinh tấn tu tập mỗi ngày để đạt được những quả vị lai ở đời này và quả vị lai ở đời kế tiếp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đồng tu. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp trong Phật giáo của chúng ta hôm nay, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.